Xá lợi tử, hoặc năm loại mắt, hoặc bất nhị, hoặc sáu phép thần thông, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là năm loại mắt bất nhị thì chẳng phải là năm loại mắt, sáu phép thần thông bất nhị thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Xá lợi tử, hoặc mười lực của Phật, hoặc bất nhị, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là mười lực của Phật bất nhị thì chẳng phải là mười lực của Phật, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng bất nhị thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, hoặc chân như, hoặc bất nhị, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chân như bất nhị thì chẳng phải là chân như, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bất nhị thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Xá lợi tử, hoặc quả vị giác ngộ cao tột hoặc bất nhị, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là quả vị giác ngộ cao tột bất nhị thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất nhị thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, hoặc pháp không quên mất hoặc bất nhị, hoặc tánh luôn luôn xả hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp không quên mất bất nhị thì chẳng phải là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả bất nhị thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Xá lợi tử, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc bất nhị, hoặc tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tất cả pháp môn Đà La Ni bất nhị thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa bất nhị thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Hết quyển thứ 73.